Nghỉ hè là thời điểm dễ xảy ra các vụ việc tảo hôn ở địa bàn vùng cao. Vì vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống tảo hôn được nhiều địa phương quan tâm thông qua các hoạt động cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng. Những ngày nghỉ hè, em Thảo Khái Mìn thường xuyên được các ông, các chú trong dòng họ đến nhắc nhở, giải thích về những hệ lụy của việc tảo hôn, lập gia đình sớm. Mình sẽ thực hiện tốt và bảo ban các bạn cùng lứa tuổi với mình để thực hiện. Hè thì cháu ở nhà giúp bố mẹ. Còn tại xã Điện Quan, địa bàn từng là điểm nóng về tảo hôn của huyện Bảo Yên. Mùa hè này, các chi đoàn tăng cường tập hợp, quản lý thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động sinh hoạt hè. Hậu quả của việc tảo hôn là đối với bản thân mẹ thì là chưa phát triển tốt. Đối với con thì sẽ gây ra có nhiều bệnh tật, kinh tế không ổn định. Trong mỗi buổi sinh hoạt, lực lượng đoàn viên thanh niên đã lồng ghép tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình và những hệ lụy do tảo hôn gây ra, giúp các em có thêm kiến thức, hiểu biết để không trở thành nạn nhân của vấn nạn tảo hôn. Bỏ học, hạn chế phát triển về nhân cách. Thì đoàn xã phối hợp với công chức văn hóa, công chức tư pháp xã vào tuyên truyền về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại những thôn bản có thể có nguy cơ xảy ra các trường hợp tảo hôn như là bản Điện, bản Trang, bản Khao và bản Một. Ngoài ra thì tổ chức sân khấu hóa tại Ủy ban Nhân dân xã, địa điểm là nhà văn hóa xã để các thôn bản đến dự và về tuyên truyền tại thôn bản. Từ các cái tuyên truyền đó ở các cái cơ trường học, rồi thì các cái mô hình ở các cái cơ sở, thì trong những năm gần đây là cái công tác tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, rồi thì các cái phụ nữ mà sinh con trước 18 tuổi thì hầu hết là không có, nó giảm rất là đáng kể. Cái đặc biệt của năm 2023 thì toàn xã thì không có tảo hôn. Và trong năm 2024 này thì hiện tại chưa có cái cặp nào tảo hôn. Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt hè, tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy các mô hình phòng chống tảo hôn. Những hoạt động này đang góp phần tích cực, giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức, sự hiểu biết để chủ động phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa bàn cơ sở.